À, bà Con Duy xin sẽ kính cùng chào mình. quý thầy cô và các bạn. Con tên là Lê Bá Duy, hiện con đang học lớp 5 và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì con xin được giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn một trò chơi do con lập trình có tên là Sim cậu bé thông minh. Và trò chơi của con như sau: khi chúng ta bấm vào lá cờ xanh thì sẽ hiện ra màn hình có dòng chữ Sim cậu bé thông minh cùng với một nút stop. Và khi chúng ta bấm vào nút stop này thì chúng ta sẽ thấy một cái hình là một cái đồng cỏ, cùng với đó là nhân vật Sim, quả táo, ấy gì, quả táo, cái thanh rào trắng, mạng, cùng với đó là một viên đá được Sim cầm trên tay. Và trong dự án này thì Sim có thể chạy qua chạy lại và cùng với đó là cầm một quả táo, một trái cái viên đá để ném quả táo. Và trong chương trình này thì chúng ta phải canh gốc để ném vào quả táo sao cho dính quả táo mà không chạm vào các chướng ngại vật như là cái hàng rào trắng. Và trong dự án của con thì sẽ bao gồm có 3 level. Và vừa nãy thì còn từng level 1 thì sẽ có một thanh rào trắng và đứng yên, còn khi sang đến level 2 thì sẽ có hai thanh rào trắng và trong số đó thì sẽ có một thanh rào trắng di chuyển từ trái sang phải. Và trong dự án này của con thì cũng sẽ có thêm một nhân vật, đó chính là nhân vật kim cương. Và nhân vật kim cương này sẽ luôn nhấp nháy và chúng ta có nhiệm vụ là phải ném sao cho trúng được nhân vật kim cương. Khi trúng được nhân vật kim cương thì chúng ta sẽ sang đến level 3. Trong level 3 này của con thì sẽ xuất hiện một rào trắng và có thêm hai nhân vật mới, đó chính là nhân vật trái đất luôn nhấp nháy ở phía bên này và kèm theo với đó là một cái nhân vật 7. Nhiệm vụ của nhân vật 7 này là ngăn cản Sim di chuyển, bởi vì nếu như Sim chạm vào nhân vật 7 này thì sẽ bị thua cuộc. Và trong dự án này của con thì mỗi khi Sim ném trúng quả táo thì sẽ được cộng 1 điểm. Và khi mà chúng ta đủ 5 điểm thì chương trình sẽ phát tin chiến thắng. Và ở trong cái nhân vật này thì sẽ ở level 3 thì cái nhân vật táo sẽ chuyển thành một cái quả táo khác biệt với những quả táo ở những level trước. Thay vì khi chúng ta ném thì nhân vật táo sẽ biến mất. Còn ở nhân vật táo của level 3 thì sẽ không biến mất và giữ nguyên. Thì nhờ vào điểm đó cho nên chúng ta sẽ dễ chiến thắng hơn. Và khi chiến thắng thì sẽ hiện lên phông nền chiến thắng thật là nhiều quả bóng bay nhiều màu sắc, cùng với đó là chữ chúc mừng bạn đã chiến thắng cùng với phông nền nhấp nháy màu sắc. Trong dự án này của con thì có khá là nhiều nhân vật, nhưng mà con nghĩ nhân vật mà con thích nhất đó chính là nhân vật đá, bởi vì nhân vật đá có thể ném đi qua lại và khi chạm vào những cái vật như là quả táo hay là khăn rào trắng thì sẽ có từng cái khác nhau. Ví dụ như là khi chạm vào rào trắng thì sẽ chuyển sang trang phục đá vỡ, còn khi chạm vào quả táo thì sẽ có cái hiệu ứng bóng ma diễn ra. Và nếu như chương trình thì có thắng thì cũng sẽ có thua. Trong chương trình của con thì có hai cách là mình sẽ bị thua. Đầu tiên là nếu như chúng ta ném hết mạng mà vẫn không trúng quả táo nào thì sẽ bị thua. Và trường hợp bị thua thứ hai đó chính là khi chúng ta ở cái level 3 mà khi chúng ta đụng vào cái thanh 7 thì chúng ta sẽ bị thua. Nhất đó chính là phần lập trình cho đá. Bởi vì trong nhân vật đá thì sẽ có phải lập trình rất rất là nhiều khối lệnh. Nếu sai hoặc thiếu một khối lệnh thì sẽ không, dự án sẽ không chạy được. Và trong chương trình của con thấy yêu thích nhất đó chính là nhân vật Kim Cương và nhân vật Trái Đất.
vì hai nhân vật này có thể nhấp nháy trông rất là sinh động và đẹp mắt. Điều đó làm cho cái chương trình của con càng thêm thú vị hơn. Và phần thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Con xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Con xin nhận được những lời góp ý từ quý thầy cô và các bạn. Rồi, con cảm ơn phần thuyết trình của bạn bà Duy. Rồi trước tiên thì các bạn trong lớp chúng ta có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn bà Duy không? Các bạn nào có nhận xét về phần thuyết trình của bà Duy không? Rồi, ok, cô sẽ có một số nhận xét cho phần thuyết trình của bạn bà Duy nhé. Trước tiên thì cô thấy là phần thuyết trình của bạn bà Duy rất là tốt. Chúng ta thấy là sản phẩm của bạn khá là sáng tạo đúng không? Các hình ảnh trong bài cũng khá là đẹp mắt, rất là đáng yêu. Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy là kỹ năng thuyết trình của bạn rất tốt này. Nói to, rõ ràng, tự tin, giới thiệu được hết các cái chức năng, giới thiệu khá là chi tiết về các cái chức năng trong sản phẩm của mình. Và giới thiệu được đầy đủ cả các bước theo cái bước cô hướng dẫn. Đó, cô thấy là bạn bà Duy nào cái phần thuyết trình của bạn rất là tốt. Thì hy vọng là những cái sản phẩm sau bạn sẽ vẫn sẽ thuyết trình tốt được như này nữa. Rồi, Dạ con cảm ok. ơn cô. Cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn, bà Duy.